điều đó. Thì qua cái tác phẩm, thì qua tất cả những ghi nhận ở đây, thì sở dĩ mà tôi thấy nói về con người của Bình Giang Lan thì tôi thấy là một con người, nó có thể nói là một tiêu biểu cho một cái gương mặt miền Nam, và đặc biệt là cái miền Tây, nó ở tận cùng ở dưới cái phía dưới mà đồng bằng sông Cửu Long. Thì trong đó, và như là anh ở đây chỗ đọc cũng như là sở sinh viên đã nói là có cái dân đây mà mình miệt vườn, mà chính cái những cái công trình xã lúc này, mặc dầu nó không phải là tập trung nói gì, nhưng mà đàn anh vì Giang Lan đã đưa ra những cái chi tiết mà tôi thấy là rất là hữu ích trong cái giới nghiên cứu về sau này, để mà bổ túc cái văn hóa mà đối với văn minh mà người ta nói là văn minh miệt vườn, mà chính tới cái thời Bình Giang Lan này đó thì ông mới xác định rõ là cái địa giới đó. Trước đây cái gì vậy, nên miền Dương đó thì Sơn Nam là cũng là ở trong nhóm Bách Khoa, mà ra thì cũng bàn tán nhau với Bình Quân Lộc thì cái nọ đó, nhưng mà không có xác định, mà chỉ nói chung văn hóa miền Dương là văn hóa của miền hạ lưu sông Cửu Long, nhưng mà thật sự không phải vậy. Thì cái tôi thấy là đứng về cái mặt mình biên khảo đó, mình nghiên cứu kỹ lại thì cái tài liệu của Bình Giang Lan đưa ra đấy rất là hữu ích cho những cái người đến sau này, để mà phân định rõ cái địa giới của nào là văn minh miệt vườn, văn minh miệt ruộng, nó còn văn minh miệt ruộng nữa, rồi cái văn minh miệt dòng của người Miên tại địa phương. Mà chính tôi với tư cách là một cái người Chàm, một cái người thiểu số nhỏ bé sống ở trong những cái ngôi làng mà khép kín ở thời đó, tôi có cảm sự thấy là có cái sự rất là hữu ích đối với chúng tôi. Thì bây giờ trong cái thời lượng rất là eo hẹp, nhưng mà tôi chỉ nói gì thế thôi. Rồi nói gì cái con người mà người ta vì viết ra thì thường thường có những cái chữ như bất kỳ, người ta thường thường có cái là gì, tôi hỏi là Quỳnh Văn Lan có phải là khép kín, là con người Nam miền Tây Nam mà khép kín ở trong cái người là người Nam thì có cái cách là kỳ thị nữa không? Tôi nói không phải vậy. Các anh đọc ở trong cái cuốn sách ngay cái trang đầu, ngay những cái trang đầu thì vì em thấy rằng Bình Giang Lan không ở khép kín, mặc dầu nói rõ gì cái nhân minh miệt vườn bên kia đều qua cái hình là lại đi chủ này kia, nhưng mà không có cái thành tiếng. Là tại sao? Là bởi vì cái người bạn đời của đàn anh Bình Giang Lan là chính là người Bắc, và trong cái cuộc sống gia đình thì tôi thấy ngay trai đầu tiên là xuất hiện ngay là đứa con trai của Bình Nhãn Lan, thì đàn anh cho nó gọi là bố chứ không phải ba giống như người Thuận Nam. Thì đó là một cái điều đó rộng mở ra thì có cái sự giao tiếp, thì cái này nó không phải là cái nhưng mà là để tạo cái sự hài hòa ở trong cái sự hạnh phúc gia đình. Mà cái điều này nó cũng không phải là một cái điều mà mới lạ của bậc đàn anh Bình Giang Lan, mà ngay cả bây giờ tôi nói rõ đây, tôi cũng có người bạn tôi xin nêu ra như Đỗ Tiến Đức, khi mà cái gì đọc lại những cái lời giới thiệu Đỗ Đức làm sao khi không á, Đỗ Tiến Đức đã đi vào chi tiết để mà nói rõ tất cả những cái gì mà văn minh miệt vườn. Tại sao vậy? Không phải là tự nhiên mà Đỗ Tiến Đức làm như vậy. Và khi mà tôi học chung với Đỗ Tiến Đức, cái hồi mà Đỗ Tiến Đức hồi năm 1900 khoảng 60 62, thì cái giọng nói của Đức đó là hoàn toàn bất kỳ, nó khác hơn giọng nói bây giờ. Tại sao có sự khác như vậy? Nó luôn luôn hòa hợp với nhau, có thể là bởi vì bên cạnh Đỗ Tiến Đức là có chị Nga. Và chị Nga là ai? Chị Nga là cháu ruột của đàn anh Bình Giang Lan. Mà do đó cho nên ở trong cái phát biểu cũng giống như là mình cái bài phải lại viết ra, thì Đỗ Tiến Đức gọi ông già Bình Giang Lan là Tổ Tông. Vì cái chuyện nếu mà nói thì nó cũng nhiều quy dài lắm, tôi chỉ muốn biết rằng khi đọc cái này về cái điều cảm đức nhất mà nên đọc, mà cái giá trị mà trân quý
của đối với đọc sách là một cuốn sách, trong ba cuốn sách và hai cuốn sách xuất bản được, thì tôi rất là cảm động. Thì ở cái chỗ là như thế này, ở chỗ là những cái câu, tất cả cái công trình mà Đặng Anh Huyền Ngâm thực hiện qua cuốn sách này đó, xin dâng cho một người đã có công dưỡng dục. Và tôi thấy Bình Dương Lăng, Đặng Anh Huyền Ngâm có thể gần với bà già nhiều hơn nữa ông già. À, trong này là phần lớn, và đồng thời tất cả những cái gì có cái cách đạo đức ảnh hưởng đến cái công trình Nguyễn Lan, đàn anh Nguyễn Lan cũng nhắc tới bà già trong đó. Và có một câu: trăm lần con xin lại má, má ơi, tôi là kiểu má ơi của ông già 90 tuổi. Alo, kính thưa quý vị, hôm nay nghe ông bạn tôi, ông Đỗ Hải Minh phát biểu tôi mừng quá. Tại vì không ngờ ông ấy khỏe thế. Tại vì cứ mỗi lần gọi ông, ông cứ bảo là đêm qua tưởng chết rồi. Mà tôi đã vô bệnh viện của ông hai lần, mà lần nào tôi về tôi cũng viết phân ưu sẵn. Thế mà rồi ông lại sống được. Mà hôm nay ông nói hay quá, đến nỗi mà tôi cứ đứng tôi muốn tôi tốt ông bớt thì thôi, tại vì sợ ông té. Mà ông còn khỏe. Thì nhân tiện mà anh Đỗ Hải Minh nói về cái vùng Bách Khoa thì thật sự tôi cũng xuất thân ở cái lò Bách Khoa. Thì cái chuyện đầu tiên mà tôi đăng là cái chuyện dài trong cái báo đó là cái cuốn Má Hồng. Mà lúc đó thì ông Huỳnh Văn Lang ở đâu chứ tôi không thấy ông bao giờ cả. Chỉ đến là lãnh tiền nhận bút của ông Lê Ngộ Châu thôi. Thế rồi đăng hết cái chuyện dài ở báo Bách Khoa đó. Thế rồi đến năm 1969 thì bỗng nhiên thấy báo đăng là mình được giải thưởng giải nhất, giải văn chương toàn quốc. Thì tôi cứ bàng hoàng, tại vì thật sự tôi mới dự thi. Thế mà sau hỏi ra đó là tòa báo Bách Khoa, mà một cái người trong đó là giao cho ông Lê Phương Chi ký tên tôi để dự thi thôi, chứ tôi không có thi. Thế nhưng mà lúc đó thì phát giải thưởng thì mình phải lãnh thôi. Vì lúc đó đang làm công chức mà cũng được thuộc loại cao cấp, mà làm sao từ chối thì nó gây cái scandal, cho nên cũng lãnh. Thì thưa quý vị, nói chuyện rông dài chút thì về tiếp theo là một vị diễn giả quan trọng, mà một diễn giả có tên tuổi nhất để hôm nay sẽ trình bày với quý vị về nội dung cái cuốn sách của Huỳnh Văn Lang, đó là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Thì với giáo sư Nguyễn Xuân Vinh thì thật sự tôi không có lời nào để nói thêm, bởi vì ai cũng biết cả, cũng thuộc hết cả tiểu sử của giáo sư rồi. Giờ chỉ xin mời giáo sư Nguyễn Xuân Vinh lên diễn đạo.